Hai người bạn quen nhau nhờ chơi game cùng nhau mỗi ngày. Sau khi gặp mặt, tôi phát hiện cô gái là một cô nàng xinh đẹp ngây thơ. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là cô gái trước mặt lại là người vợ tương lai của mình. Tôi và Tôn Noãn đã quen nhau hơn nửa năm, nhưng cả hai vẫn gọi nhau là anh em. Tôn Noãn là người rất thận trọng, khi chơi game thường dùng app biến đổi giọng nói. Nếu không gặp mặt ngoài đời thực, tôi có thể không biết về điều đó. Sau khi gặp mặt, chúng tôi đã không còn xa lạ với nhau. Cuối cùng cả hai đã cùng lên hạng và nhận lời mời từ ANG. Trải qua 7 năm chăm chỉ, để lại những chiến tích nổi bật cho ANG, nhưng cuối cùng chúng tôi bị cấm thi đấu và cuộc sống rơi vào bế tắc. Hai người không có bằng cấp, chỉ có thể làm việc cơ bản nhất, sống trong căn phòng thuê rẻ tiền, mỗi ngày phải dậy sớm và làm về muộn. Nhưng dù vậy, Tôn Noãn vẫn không bỏ rơi tôi. Tuy nhiên, tôi đã mắc sai lầm lớn khi bỏ rơi Tôn Noãn, vì khi đó suy nghĩ của tôi hoàn toàn dồn vào vụ kiện. Nhưng sau những lần thất bại liên tiếp, cuối cùng tôi đã hiểu rằng chỉ dựa vào hợp đồng không thể chiến thắng, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Sau khi tỉnh lại, tôi nhận ra mọi thứ đã quá muộn. Lúc đó Tôn Noãn bị ốm do làm việc quá sức. May mắn thay, trời Phật đã có mắt, làm cho tôi quay về quá khứ, về ngày trước khi mọi thứ bắt đầu. Tuy nhiên, hôm nay cũng là ngày tôi gặp mặt Tôn Noãn. Tôn Noãn lên xe lừa, cô ấy còn ngáp nhiều lần và bắt đầu có một chút hối tiếc. Nếu biết trước sẽ như vậy, nên đặt một chuyến tàu vào buổi chiều, nhưng không còn cách nào khác, buổi sáng rẻ hơn một chút. Vào thời điểm này, điện thoại của cô ấy reo. Lên xe lửa chưa? Lên rồi, tôi sẽ đến chỗ bạn lúc 4:30 chiều, có gì nói sau nhé, buồn ngủ chết đi thôi. Nhắn xong, Tôn Noãn đã ngắt kết nối ngay lập tức. Nhìn thấy tình huống này, tôi liền bật cười. Không cần phải đoán cũng biết là Tôn Noãn đã nằm trên giường ngủ rồi. Dù sao thì tôi cũng biết Tôn Noãn như thế nào. Nếu có thể thức dậy vào buổi trưa, cô ấy chắc chắn sẽ không thức dậy sớm. Lối sống như thế này không tốt cho sức khỏe. Nhưng so với việc đó, tôi thà cho Tôn Noãn ngủ đến trưa. Tôi không muốn lại nhìn thấy cô ấy đi làm vào lúc 4 giờ sáng. Sau đó, tôi chuẩn bị làm việc khác. Tôn Noãn cũng nhanh chóng ngủ thiếp đi. Chuyến tàu lúc 4:30 chiều. Tôi đến ga lúc 3 giờ. Và tôi đã bắt đầu tán gẫu với những người xung quanh. Trong khi nói chuyện, điện thoại trong túi quần của tôi reo lên. Đúng là cuộc gọi từ Tôn Noãn. Đoán xem tôi là ai. Thấy tôi không trả lời trong giây lát, Tôn Noãn tiếp tục mỉm cười và nói. Bạn có bị sợ không? Ôi, bạn đang ở đâu vậy? Tại sao tôi không thấy bạn? Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe điều đó. Sau đó tôi cũng cười một tiếng. Thực sự có chút lo lắng. Bạn là con gái à? Sau câu nói này, Tôn Noãn rất hãnh diện. Điều cô ấy muốn là phản ứng này. Liền lập tức cô ấy đáp lại. Ai nói với bạn rằng tôi là nam giới? Bạn giúp đỡ bố tôi là một người phụ nữ xinh đẹp. Có thể sau này bạn sẽ phải gọi tôi là mẹ nhỏ. Trong chốc lát, biểu cảm của tôi trở nên kỳ quặc, không biết phản ứng thế nào. Thực ra nếu phải nói thì gọi là mẹ cũng được, dù sao cô dâu cũng là mẹ mà. Nhưng giờ đây cô ấy không thể nói những điều này được. Lập tức tôi cười khẩy một tiếng và nói. Bây giờ chỗ này đang nhiều người, bạn đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ gửi cho bạn định vị, bạn đi theo đến chỗ tôi. Sau khi cúp máy, Tôn Noãn cũng nhận được vị trí. Trước khi đến, cô ấy đã tìm hiểu rất nhiều hướng dẫn viên trực tiếp, vì vậy cô ấy có đầy đủ kiến thức phòng bị và đặc biệt gắn nó lên một cặp chìa khóa, trang bị một bình xịt hơi cay loại xịt, nếu gặp bất kỳ vấn đề gì chỉ cần một lần xịt. Tuy nhiên, theo cô ấy, điều này có vẻ không cần thiết. Dẫu sao, hai chúng tôi cũng quen lâu trên mạng, nếu không chắc chắn về an toàn, cô ấy cũng không đồng ý đến gặp tôi. Lúc này Tôn Noãn cảm xúc hỗn độn, tuy nhiên những điều này không ảnh hưởng đến sự phấn khích của cô ấy. Cùng với việc đến vị trí chỉ định, tất cả câu trả lời cũng được tiết lộ hoàn toàn vào lúc này. Khi nhìn thấy tôi, Tôn Noãn đã ngây người một chút. Trước đây có xem qua vài bức ảnh, ấn tượng không tệ, nhưng trong thời đại mà việc chỉnh sửa ảnh rất phổ biến, ảnh chỉ có thể coi như là tham khảo. Tuy nhiên, tôi lại hoàn toàn trái ngược, ngoài đời tôi đẹp hơn ảnh rất nhiều. Và sau khi nhận ra điều đó, Tôn Noãn cũng hít sâu một hơi, vì cô ấy rõ ràng nhận ra người bạn quen thuộc, nhưng người đó không nhận ra cô ấy, vì vậy cô ấy phải là người chủ động. Tôn Noãn lấy hết dũng khí và chào hỏi. Chào bạn, rất vui được gặp bạn lần đầu, xin hãy chỉ giáo. Tôi tên Tôn Noãn, bạn quen qua game cùng cậu. Nghe xong, góc miệng tôi khẽ giật. Tôi đã nghĩ nhiều câu chuyện mở đầu, nhưng không ngờ rằng chúng tôi sẽ gặp nhau trong thực tế. Bạn đến đây để nhận tra phải không? Có thể có một số không được tốt lắm, nhưng đây mới là mặt thật nhất của Tôn Noãn. Không bị lừa bởi ANG, cũng không bị cuộc sống áp chế đến không thở nổi. Nghĩ đến đây, nhìn vào quầng mắt của tôi có chút ướt đẫm, có một chút cảm xúc về việc tự mình còn có cơ hội để bù đắp. Tuy nhiên, khi hình ảnh này xuất hiện, đã khiến Tôn Noãn giật mình. Người này bị sao vậy? Liệu mình trông có đáng sợ đến vậy không? Đã làm đối phương khóc ư? Không phải như vậy chứ. Tự mình trông khá đẹp trai, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận có vẻ như có thể hiểu được. Chúng tôi chơi game cùng nhau đã gọi anh em suốt, bất ngờ trở thành một cô gái dễ thương. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Tôn Noãn đang suy nghĩ liệu có nên xin lỗi, dẫu cho đã giấu kín một thời gian dài. Nhưng không chờ cô ấy nói, tôi đột nhiên nói, được rồi, lên xe thôi, chúng ta đi ăn trước nhé. Bạn đã ăn gì chưa? Tôn Noãn bị choáng ngay khắp, cốt truyện này có vấn đề à? Không nên ngạc nhiên một chút à? Định nói những điều này, tiếng bụng không ngừng réo lên. Đột nhiên bầu không khí của cả hai im lặng. Tôn Noãn lần đầu tiên nhận biết được cái gì mới là cảnh quên sinh thật sự. Nếu trước đó Tôn Noãn vẫn giữ được sự bình tĩnh, tôi cảm thấy ngại ngùng đến mức muốn tìm một khe nứt để lùi vào, không muộn không sớm. Nhưng lại vào lúc này, người ngượng ngùng lại là Tôn Noãn. Và tôi không thể nhịn cười khi nhìn thấy cảnh này. Đi ăn trước nhé. Tại thời điểm này, Tôn Noãn đã không còn như trước, càng thêm ngại ngùng. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không ghét kiểu dáng này. Tuy nhiên, Tôn Noãn tại sao lại thích LOL? Vì trò chơi này không cần nạp tiền,
chơi gần cả 5-6 năm mà không tốn một xu nào. Điều này tốt nhưng cũng không tốt. Lý do trước kia Tô Noãn mắc bệnh, cần phải tiết kiệm tiền, không muốn tiêu tiền, đặc biệt là tiêu tiền cho bản thân. Nghĩ đến điều này, tôi bắt đầu đau lòng và nói, dù làm gì cũng phải ăn no trước, bạn không thấy khó chịu khi đói bụng sao? Tô Noãn muốn từ chối, nhưng dạ dày thật không nghe lời. Cuối cùng Tô Noãn chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Lúc đó chúng ta sẽ chia đôi. Tôi không trả lời, mà lại bắt đầu bước đi. Có lẽ Tô Noãn không ngờ rằng tôi sẽ đi xe điện ra đón cô, nhưng cũng không từ chối. Đây cũng không phải là vấn đề lớn. Tô Noãn đột ngột hỏi, chúng ta đi ăn ở đâu? Nếu quá đắt thì tôi sẽ không đi. Yên tâm, sẽ không đắt đâu. Không lâu sau, chúng tôi đã đến một quán mì. Sau khi đẩy cửa vào, tôi đã gọi hai đĩa mì, yêu cầu một phần không có rau mùi và thêm một chút giấm trắng. Đối với tôi, đây là một lời nói quen thuộc, nhưng đối với Tô Noãn, đây lại là một điều ngạc nhiên lớn. Làm sao bạn biết tôi không ăn rau mùi? Và làm sao bạn biết tôi thích ăn mì với giấm trắng? Khi nghe lời nói này, tôi hơi rung động trong lòng. Ban đầu đã chuẩn bị tất cả, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Noãn, tôi đã quá vui mừng. Có một số điều quên mất, nhưng nhanh chóng tôi nghĩ ra một lời giải thích. Bạn đã nói những điều này lúc chơi game. Bạn thích ăn mì cho thêm một chút giấm trắng và không ăn rau mùi. Khi cô ấy chuẩn bị suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi ngay lập tức mở miệng ngắt lời cô ấy, rồi từ từ nói nhỏ, bạn thực sự che giấu tốt đấy. Đã nửa năm rồi, tôi còn không biết cả giới tính của bạn. Bạn đánh lừa tôi thật khốn khổ mà. Ha ha ha. Tô Noãn có chút ngại ngùng, mặt rất vui vẻ. Bạn chưa